Chào các bạn, đối với kênh Nguyễn Hữu Vlog, người Long An, cuộc sống người Long An. Đây, cảnh đồng quê các bạn, quê cảnh nhà vườn mít của mình các bạn, đi thăm vườn mít nhà vợ này các bạn, cảnh đẹp không các bạn. Lúc này dịch bệnh ở nhà không các bạn, học đi đâu cũng khó khăn các bạn. Mình giờ mình giống như trở thế về thời bao cấp hả? Rồi vợ mình đi ra kìa, dẫn theo con Phèn đi nữa. Phèn chào mình kìa, tính tư hương không. Đây vợ mình dẫn con yêu mình ra nữa nè. Đây con yêu đây nè. Siêu âm rồi bé trai các bạn. Trồng khóm đó em. Anh mé ở trồng khóm mà đã không? Thôi mình đi dạo vườn các bạn. Dạ. Dạ, các bạn đi cùng mình luôn. Dạ. Đi đây ta hít thở không khí cho thoải mái. Đi trước, lúc nào cũng đi trước. Đứng đó chờ mình đó, thấy mình đi chậm quá trời đó. Mệt thấy chứ đâu nữa. Sao sao anh bảnh kìa. Mất. Mất. Chờ nó ngó. nó kìa. Đi vậy. Ủa cá kìa. Cá bự này quậy kìa. Rồi cá lóc. Thấy luôn kìa. Thấy thấy thấy. Thì tiếp thì tiếp. Vợ đi đâu vậy? Vợ đi theo chồng mình tự quay ngược lại kỳ vậy? Kỳ vậy? Bé chút xíu à. Thôi rồi. Thôi mình đi luôn. Phan. Dạ. Thôi mình đi ngắm cảnh thôi các bạn. Đi tiếp, đi tiếp. Đi dạo vườn mít. Mất 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 à, kia không quay ngó kìa. Ở đây có trái mít nè các bạn. Hay trái mít đây còn non. Đây có một trái nhỏ nữa. Đây là một trái nó xíu nữa. Ây dù hình bản là có khóm mà. Khóm năm phải trồng mà chưa có ra ra trái, còn bên đây mới có cũng chưa ra trái đâu. Đầu trước mới ra trái các bạn, đầu trước mình thấy ra trái nhiều lắm. Đây khóm quá trời các bạn, trồng khóm không. Bên bản thanh long kìa, ta cho dạt bỏ bớt mớ kìa. Đi dạo vườn mít phường mai, phường mít phường mai, mít có mai luôn.
Thôi xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Hương Vlog. Nếu thích là đăng ký kênh để ủng hộ hơn nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều, chào các bạn.